kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thể thao trên kênh YouTube chính thức của Thể thao VTV. Hãy dành chút ít thời gian để ấn like và subscribe cho chúng tôi để cập nhật những thông tin hấp dẫn của thế giới thể thao nhé. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin của bóng đá quốc tế. Thưa quý vị khán giả, ở buổi họp báo trước trận đá bù với Manchester United, huấn luyện viên của Liverpool Jurgen Klopp cho biết ông và huấn luyện viên Ralf Rangnick của Manchester United đã từng có mối quan hệ rất thân nhau. Tôi và ông ấy là những người bạn rất thân thiết và luôn dành những sự tôn trọng cao nhất cho nhau. Nhưng hiện giờ, mối quan hệ ấy đang phải tạm thời bị hoãn bởi tôi và ông ấy đang là hai huấn luyện viên của hai câu lạc bộ đại kình địch tại Anh. Nghe giống như chuyện tình bị ngăn cấm của Romeo và Juliet vậy. Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Ralf Rangnick của Manchester United cũng không tiếc những lời có cánh dành cho Jurgen Klopp. Jurgen Klopp là một trong số những huấn luyện viên xuất sắc nhất, nếu như không muốn nói là huấn luyện viên xuất sắc nhất trong khoảng 5 đến 6 năm trở lại đây. Kể từ khi ông ấy bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại Mainz 05 cho tới bây giờ, nơi nào Jurgen Klopp cũng để lại dấu ấn rất đặc biệt. Và đêm nay tâm điểm chú ý của bóng đá châu Âu sẽ được dồn về cuộc đọ sức giữa Liverpool và Manchester United. Tuy nhiên, nhiều khả năng mà ngôi sao số 1 của đội khách là Cristiano Ronaldo sẽ không thể góp mặt trong trận đấu này vì gia đình anh vừa phải trải qua một mất mát rất lớn. Sáng nay theo giờ Việt Nam, trên trang cá nhân của mình, Ronaldo đã chia sẻ thông tin về cú sốc với gia đình anh khi cậu con trai trong cặp sinh mới chào đời đã không giữ được mạng sống. Với nỗi buồn khôn tả, vợ chồng tôi phải thông báo cậu con trai bé bỏng của mình đã qua đời. Đây là nỗi đau lớn nhất mà bất cứ người bố, người mẹ nào có thể cảm nhận, Ronaldo chia sẻ. Với cú sốc về mặt tinh thần, nhiều khả năng Cristiano Ronaldo sẽ vắng mặt ở trận đấu với Liverpool ở trận đấu bù của vòng 30 giải Ngoại hạng Anh. Và nếu điều này xảy ra, đó sẽ là bất lợi cho Manchester United. Bởi Ronaldo là ngôi sao số 1 trên hàng công và vừa mới lập cú hat-trick vào lưới của Norwich City vào cuối tuần trước. Chưa đầy một tuần sau khi bị loại tại UEFA Europa League, câu lạc bộ Barcelona tiếp tục phải nhận thêm một thất bại nữa. Lần này là tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Huấn luyện viên Xavi rõ ràng là không hề hài lòng với kết quả này trong buổi họp báo sau trận. Đây cũng không phải là tin buồn duy nhất của câu lạc bộ Barcelona trong ngày hôm nay. Cầm bóng tới 75% và tung ra tới 18 cú dứt điểm về phía khung thành của đối phương, gấp 3 lần con số đó của đối thủ Cadiz. Vậy mà Barcelona mới chính là những người phải nhận thất bại với tỷ số 0-1. Ngoài sự thất vọng sau trận đấu, huấn luyện viên Xavi còn tỏ ra thất vọng về một mùa giải tưởng chừng như sẽ rất thành công của câu lạc bộ, bỗng nhiên tan thành mây khói. Huấn luyện viên Xavi thậm chí còn nói thẳng thừng rằng Barcelona đã hết cơ hội vô địch La Liga. Tưởng chừng như tôi và các cầu thủ sẽ có một mùa giải đặc biệt, nhưng giờ đây thì chúng tôi đã phải chia tay với Champions League, Europa League và giờ đã không còn cơ hội vô địch quốc gia. Tôi đang thực sự tức giận và thất vọng. Tương lai của Erling Haaland vẫn đang là chủ đề nóng bậc nhất với người hâm mộ thế giới hiện tại. Với những diễn biến mới nhất, có vẻ như ở một giải tới, chân sút người Na Uy sẽ cập bến Manchester City. Theo Daily Mail, Manchester City sẽ kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Haaland trị giá 75 triệu euro để đưa anh về sân Etihad. Nhà đương kim vô địch nước Anh sẽ trao cho tiền đạo người Na Uy mức lương 500.000 bảng một tuần cùng bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, biến Haaland trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất tại giải Ngoại hạng Anh. Huấn luyện viên Pep Guardiola đang rất muốn bổ sung một tiền đạo chất lượng sau khi Sergio Aguero ra đi. Mùa hè năm ngoái, ông đã muốn câu lạc bộ đưa về Harry Kane nhưng không thành công. Trong khi đó thì Haaland đang là chân sút trẻ hàng đầu của bóng đá thế giới hiện tại. Ngoài ra, một yếu tố thuận lợi khác cho Manchester City là việc cha của Haaland, ông Arp Ing là cựu cầu thủ của Man City và cũng rất ủng hộ cậu con trai của mình gia nhập sân Etihad. Bình thường đội tuyển quốc gia hay đội tuyển U23 Việt Nam chỉ thi đấu ở các thành phố lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, chứ ít khi có dịp đến các địa phương khác. Thế mới thấy Phú Thọ đã may mắn như thế nào khi trở thành địa điểm mà đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31. Nhưng ngay từ bây giờ, người hâm mộ Phú Thọ đã có dịp thể hiện tình yêu của mình với đội tuyển U23 Việt Nam trong một trận giao hữu tiền SEA Games. Chỉ cần làm một buổi tập thôi cũng đủ để thu hút khán giả địa phương tới theo dõi. Huấn luyện viên Park Hang-seo rất biết cách chiều lòng các cổ động viên Phú Thọ khi cho đội tuyển U23 Việt Nam tập mở trước khi thi đấu với đội tuyển U20 Hàn Quốc. Vậy là từ khoảng cách chừng 5m, các cổ động viên Phú Thọ đã có thể biết Tiến Linh cao to đến như thế nào hay Hoàng Đức khéo léo ra làm sao. Nhưng ai mới chỉ nhìn thấy huấn luyện viên Park Hang-seo trên TV giờ cũng có thể thấy rõ mái đầu hói đặc trưng của thầy rồi nhé.
Nhưng thầy cũng đã dặn rất kỹ đó là không được dùng điện thoại để livestream đâu. Hãy cùng giữ gìn cho đội tuyển trước thềm SEA Games. Một tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh, thành ra từng đó có lẽ là chưa đủ với người hâm mộ tại Phú Thọ. Nhưng rồi giờ đây thì họ sẽ được thỏa thích tới sân theo dõi trực tiếp đội tuyển U23 Việt Nam đối đầu với đội tuyển U20 Hàn Quốc và cả chiến dịch SEA Games 31 sắp tới. Sẽ là một mùa hè rực lửa với các cổ động viên tại nơi đây. Thất bại 0-1 trước Queen's Park Rangers ở vòng 43 Championship khiến cho câu lạc bộ Derby County chính thức xuống hạng. Đáng chú ý, những khó khăn về tài chính khiến cho Derby bị trừ tới 21 điểm ở thời điểm bắt đầu mùa giải. Sau khi Derby xuống hạng, huấn luyện viên trưởng Wayne Rooney đã gặp mặt những cổ động viên bên ngoài sân tập của câu lạc bộ và chia sẻ những cảm xúc của mình. Và những cảm xúc này sẽ kết thúc cho bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đội bóng rất biết ơn những lời động viên cổ vũ của các cổ động viên trong suốt mùa giải. Việc phải xuống hạng thực sự rất khó nuốt trôi. Đó là trải nghiệm không hề dễ dàng gì với chúng tôi và với cả các bạn. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết mình, sẽ thể hiện tất cả những gì có thể. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch để cố gắng đưa đội bóng trở lại. Nếu việc mua lại đội bóng được tiến hành, tôi muốn tái thiết lại câu lạc bộ. Tôi mong muốn và sẽ cố mang niềm vui trở lại với những khán giả trong thời gian sớm nhất.